Các anh em đã quay lại với Quang Huy Audio. Video này em gửi đến các anh em một cặp loa Infinity Studio Monitor 150. Cặp loa này sử dụng một bát 40 và hai mid một chép và có hai treo tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Cặp loa này có độ nhạy là 102 decibel và trở kháng là 8 ohm nên rất dễ ghép âm ly. Cặp loa này có chiều cao là 1 mét và ngang mặt ngang của nó là 50 và hậu sâu của nó là 30. Rồi mời các bác các anh em đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của cặp loa Studio Monitor này.